tượng thể mở không, hay là màn nó bị màu. Cái stable matching là cái hôn nhân bền vững tốt nhất cho những cái trận đấu. Thì có một định lý là chỉ như là cái hôn nhân bền vững này không những là tốt nhất cho đàn ông, mà nếu mà ta so sánh một cái hôn nhân ở ngoài có thể không bền vững thì nó cũng không phải là luôn luôn bị kém hơn tất cả các vị trí. Tức là một cái định lý là không tồn tại cái matching. Sao cho là đúng ngọn này như này, tức là tất cả những cái đàn ông của cái em thì lấy được một người vợ tốt hơn thì là em không. Tức là không có một cái mơ nào mà unstable mà nó bị nó thắng hoàn toàn của nó không. Không tồn tại. Nếu mà mình vẽ bức tranh thì mình không là cái là tiếp ở đây. Đây là cái có thể là stable, mà không là đỉnh mà những cái hạn mà thì là nó không cùng vẽ nào để tạo một không. Thì cái chứng minh này thì mình có thể khi mà trong nó mình chứng minh là mình nhìn cho con đối tượng này nó chạy thế nào, và khi nó chạy thì bao giờ có một người phụ nữ là cái người phụ nữ cuối cùng, là người đàn bà cuối cùng được cầu hôn. Thank you.
chẳng hạn là mỗi người chỉ có một list như thế này, thì khi đó các cũng định nghĩ ra cái unstable bay một cách tương tự. Thì cô số 1 phải xem lại, nếu mà cô số 1
Thì thế anh số 1 này là đứng thứ hạng cuối, thì là số 1 không lấy được một số 1 thì anh số 1 phải tức là cuối cùng nó cũng cho một cái stable hành trình giống như trên. Bây giờ mình có thể thay đổi cái này một chút à, như là anh số 4 ở đây ta sẽ, nếu mà cái list của anh ấy chỉ có mỗi số 3 thôi, tức là tìm rất là không phải 3 người còn lại, thì nếu mà ta xét ra một link này anh số 4 sẽ không có vợ, ta sẽ chạy một lần nữa. Thì là ngay cả trong trường hợp đầu tiên thì là chạy đến mức này rồi thì là ta sẽ có 3 tập là 2, 3 3, 1, 1, 2 rồi. Cái số 4 nếu hỏi cô số 3 thì cô số 3 trong cái list đấy không có ai này thì cũng không lấy, cũng phải ra không lấy cả cả. Thì cái những người không được lấy vợ, không lấy được chồng đấy cũng vẫn là những người đấy.
Tức là nếu mà ta chỉ nhìn vào những cái cái bộ quân nhân bền vững stable match chỉ thôi, thì một khi anh đã không lấy vợ được bằng thuật toán thì cũng không lấy vợ được bằng anh. Tìm vợ bằng cái thuật toán này thôi, anh không lấy được. Mà nếu mà anh tìm vợ bằng thuật toán khác nhưng mà vẫn là trong cái set của những người lúc này anh vẫn không lấy được ai. Nên là dùng thuật toán nào cũng không giúp đỡ cho anh. Nếu mà một trong một thuật toán không lấy được thì thuật toán sau cũng không lấy được. Trong thuật toán này anh không lấy được, nhưng bất kỳ một thuật toán nào khác cũng không lấy được. Tức là nếu mà anh muốn tìm vợ trong cái trò hôn nhân bền vững này thì không bao giờ lấy được. Đây có thể có trong cái trò hôn nhân bền vững có thể có một tuần tuần tháng khác nó dẫn đến một cái mạch chỉnh khác, thì trong cái mạch chỉnh đấy anh nào lấy được vợ ở đây thì lấy được vợ ở đây, mà nếu không lấy được nhưng mà muốn lấy được vợ thì ra ngoài để... Đề đề cập lần trước là khi mà người ta có thể nói dối để nâng cái nói dối để có thể nâng cái ranking của vợ chồng lên không? Thank you.
sau đó đến 1 phẩy chọn một luôn, nhưng mà gần như là một này thì nó thích một hơn một phẩy, thì thích nghĩa là thích giả tạo bởi vì hai thẳng đứng như nhau. Tức là đâu ra là anh một này không thể là hai chỉ tiêu, chỉ có được là tính một lần. Sang đến thứ hai thích một và trong cái list của hai là list hai cũng thích một, hai cũng thích một nhưng mà một thì thích một hơn là hai. À quên, thế thì phải match 1 phẩy chứ. Giờ 1 không lấy được 1 phẩy, không lấy được 1 này. Thì 1 phẩy phải hỏi 2. Xong rồi 2 sẽ hỏi 1. Mình không lấy được thì 2 sẽ hỏi 2. 2 sẽ hỏi 2 thì nó sẽ quay lại. Thì là vô thứ 2 thì thích 2 thôi. À, là thích 1 thì sẽ bỏ cái gì? Tức là 1 phẩy còn được. Thì bây giờ 1 phẩy lại quay lại hỏi 2 rồi thì hỏi 3. 1 phẩy mà hỏi 3 thì 3 chưa có ai hỏi thì 3 sẽ lấy 1 phẩy. Và bây giờ 1 phẩy 1 và 2 có quả rồi thì mình còn 3 và 3 sẽ hỏi 3 thì là 3 hỏi 3 nhưng mà 3 này là lấy 1 phẩy rồi, không được lấy 3 nữa, 3 này bị loạn. 3 hỏi 1 này thì 3 hơn là 1 trước thì là cái anh 1 lúc đầu bị ra, thì 1 lúc đầu bị ra thì là 1 ngày đã hỏi 1 hỏi 2 hỏi 3 rồi thì được hỏi 4 nữa. Đây là kết quả cuối cùng của bệnh như này, tức là cái bệnh viện thứ nhất thì là 1 và 1 phẩy thì lấy được 2 chỉ tiêu là 3 và 4. 2 lấy được 2 và 3 và 4. Okay. Nhưng bây giờ một trong những cái bệnh viện này nó lại một lừa là nó muốn anh bệnh viện một, bây giờ bảo bây giờ nếu mà tớ đổi cái anh chưa làm gì tớ đi đổi không cho mọi người xem cái list của mình mà xem cái list dạng khác và những người khác thì vẫn để cái list thật của họ thì họ có thể có thực sự lựa chọn tốt hơn hay không, thì đây là thử xem các bạn. Bây giờ họ lấy được một người thứ hai và một người cuối cùng.
tất nhiên là sẽ có những bệnh viện khác là nó bị thì mình sẽ tồi đi bệnh viện số 3. Thì ngày xưa là đấy là những người mà họ thích nhất. À, tức là đến như thế vậy, tức là anh thứ ba đến như thế bệnh viện của anh đến thích nhất. Chứng minh là nếu một người nào đấy mà tất nhiên họ phải biết tất cả các information khác thì họ có thể manipulate cái đối tượng người ta có thể để đưa ra một cái số liệu dài hạn để mà họ input cái ranking là input cái khác họ có thể đưa ra ngay cái dữ liệu của giải tốt nhất của họ hay là họ phải qua cái em là đánh đổi cái sách họ. Cái đấy mình biết là không phải là làm dữ liệu giả tốt nhất là như thế nào. Họ thấy có rất nhiều người chọn số 1 là vị trí số 1 thì cái cơ hội chọn được số 1 cũng được không phải là cao. Họ có thông tin từ tất cả những việc. Nếu mà tất cả các đồng nghiệp khác thông tin là fair thì chắc chắn là họ sẽ lợi dụng được cái đấy. Vâng, thì mình không biết là câu trả lời là lợi dụng cách tốt nhất chỉ là có thứ nhất là chắc là có. Thế bây giờ thì thế này thì mình chỉ để nói thêm là ok, anh một người lừa xong rồi, tất cả các người khác thì cũng lừa bớt, lừa theo. Thứ hai cũng lừa, thứ ba cũng lừa, thứ tư cũng lừa. Và sau đó đấy, thì là cái process này thì là sẽ đến một cái limit trong game theo đi, nó gọi là kiểu nát sẽ từ view. Mà mọi người cùng lừa lừa một cái bọn tin vào đấy là một kiểu lừa. Kiểu thứ hai
thì sẽ là 3-1. Sau đó là 4. Thì 4 có vấn đề. 4. 4 thì 2. 4 thì 2 hơn. Thì 4. Thì chỉ còn 4-1. 4-1. 4-1 thì lại phải quay lại xem 1. 1 thì 3 thì 4. 4 cũng được. 4-3. Là cái solution của chúng ta 1, 2, 4. Thế bây giờ mình chạy cái ông mới được cho phụ nữ thì cái này là mẹ nóng tim mổ, cái này là tốt nhất cho cái đàn ông. Bây giờ mình để cho phụ nữ là cầu hôn thì đó là giải pháp sẽ là 1-1. Sau đó là 2-1. 2-1 thì phải xem là N1 hay N3. Mình sẽ thích 2 hơn với 1. Thì 1 lại phải quay lại. 1 lại phải quay lại là 2. Ok. 3-3. 4-2. Thay đổi để
1 bên này, 1 thích 2 hơn. Thì 1 sẽ phải hỏi tiếp một lần nữa là 1, 2. À, sau đó là 3, 3. À, sau đó là 4, 2. 4, 2. 4, 2 thì như lần trước là mình phải quay lại 2. Thì 2 thì 4 hơn là thêm 1. Hai một
ba bình quang đúng không? ba đã hỏi một, thế thì chỉ còn ba bốn thôi. Thế đổi cái chỗ 4 hiện ra một ngang cho mình 3, 4, 4, 4, 3. Được, cố định ngay đó. Sửa cái kia. À, đổi cái nào? Đổi cái chỗ ngang là lúc nào ngang là mình dựa được qua, qua là mình được luôn được. Cái cặp thân lên. Thế đổi theo một tương tư của thầy cho một là một gắn chặt với nhau rồi đổi men một đổi vị trí hai cái này là đổi chẳng hạn một ba bốn đấy thế rồi trừ hàng đầu tiên thằng men là đầu tiên một cái hai rồi đúng không đổi thành gì nữa vâng đổi thành gì một hai bốn hết một hai ba bốn luôn chắc không thì thằng một với một dính chặt với nhau không rồi một một là một một ba một hai bốn một bốn mà sau cũng sắp xếp luôn trở bên chúng này mình lấy luôn cái cặp luôn sau mình giữ cái chắc là nó được thay đổi cái list của họ để thay đổi số phận.